Trên những đoạn khúc khuỷu của đường đời, chúng ta thường để trượt ngã và oán trách số phận. Sao đời lại bất công như thế? Nhưng với người Ấn Độ, họ luôn dùng kim chỉ nam là 4 quy tắc tâm linh đầy sâu sắc dưới đây để đi qua những cơn sóng gió của niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Quy tắc thứ nhất, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu đều đại diện cho một điều gì đó. Có thể là dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời đều là những người thầy vô giá. Dù họ yêu thương bạn, bỏ rơi bạn, giúp đỡ bạn hay tranh đấu với bạn, tất cả chỉ để dạy bạn cách sống, cách yêu thương, cách bao dung và nhẫn nhường. Số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng thời điểm để tôi luyện ý chí và phẩm cách con người bạn, để bạn nhận ra đâu là giá trị sống và giá trị của bản thân mình. Vậy nên, nếu bạn chỉ biết ơn những người trao cho bạn cơ hội mới, những người tặng bạn những khoảnh khắc ngọt ngào, và thù ghét những người để lại vết thương lòng trong bạn, thì bạn mới chỉ hiểu một nửa thông điệp của tạo hóa. Quy tắc thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra, đó chính là điều nên xảy ra. Không có điều gì tuyệt đối. Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí, với cả những điều nhỏ nhặt, ít quan trọng nhất. Không có, nếu như tôi đã làm điều đó khác đi, thì nó hẳn đã khác đi. Những gì xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, giúp chúng ta học được bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi kẹt cứng trên một tuyến đường vì phương tiện giao thông quá tải, trong khi có một cuộc phỏng vấn đang chờ. Bạn cũng sẽ thấy dằn vặt, đau thương và tiếc nuối ra sao khi mất mát đi một người thương yêu mình. Nhưng bạn có thể không ngờ rằng nếu bạn đi nhanh hơn thì một chiếc ô tô lao vun vút trên con đường khác có thể cướp đi mạng sống của bạn. Và một nửa đích thực của bạn sẽ không có cơ hội được tìm thấy nếu bạn cứ ôm giữ hình bóng của quá khứ. Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi, và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua. Mỗi chuyện xảy ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh to lớn của cuộc đời. Quy tắc thứ ba, chuyện gì đến, nó khắc đến. Hoặc cũng có thể hiểu, trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Mọi sự bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu. Chúng ta không thể ngăn chặn những điều mình không thể đoán trước xảy ra. Việc lo sợ vào một ngày, chuyện tồi tệ ập đến, sẽ khiến bạn quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, hãy học cách dũng cảm đón nhận nó. Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, vì sống trên đời không phải để thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân, mà để học cách bình thản đối diện với những chuyện bất ngờ xảy ra. Đôi khi, chúng ta phải chờ đợi rất lâu và trải qua rất nhiều những chuyện sẽ đến chỉ để hiểu hết ý nghĩa của thời điểm. Thời điểm luôn là món quà mà cuộc đời trao cho những ai biết nhẫn nại, kiên trì và quyết tâm. Quy tắc tâm linh thứ tư: những gì đã qua, hãy cho qua. Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hóa của chúng ta. Mối duyên phận của chúng ta với điều đó đã chấm dứt, để nhường một mối nhân duyên khác hội tụ. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm những trải nghiệm của mình, chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình, mà không nên ôm mãi những phiền muộn hay ký ức của quá khứ. Bạn đang theo dõi chương trình radio từ Facebook của Lương Đình Khoa tại địa chỉ www.facebook.com/Lương Đình Khoa. Các bạn thân mến, với người Ấn Độ, để có được một cuộc đời thanh thản, bình yên và vững chắc, mỗi người đều nên biết sống tùy duyên và thuận theo tự nhiên. Hãy cứ sống như người Ấn Độ, để sinh mệnh mình trôi theo dòng chảy của vũ trụ, hòa cùng với những quy luật, đặc tính thiêng liêng và những mối nhân duyên đầy ý nghĩa. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi phút giây trên cuộc đời đều thật đáng quý biết bao. Nếu những dòng chia sẻ này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả. Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn, hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn, và hãy luôn hạnh phúc.